Hello, xin chào tất cả các bạn, các anh chị em, chú bác. Hôm nay là ngày 29 tháng 4, 2023. Đam mê sưu tầm cũng kiếm được mấy cái máy ha. Một máy massage, rồi máy cắt gỗ, rồi có máy mài hai đá. Nói chung ra có mấy cái à, cảm thấy được thì mình lấy thôi. Và mấy cái thùng ha. Nay coi như là mấy cái hàng này toàn bộ là hàng nội địa, là đã qua sử dụng nha. Mình không có bảo hành và không có bao phí ship nha. Các bạn nghe cho rõ ha. Các bạn mua hàng các bạn cộng thêm mấy phí ship vô. Đó là coi như là mà mình không có bao ship ha. Các bạn nhắm cái nào coi vừa túi tiền mình thì mình mua ha. Cũng mong các bạn ủng hộ cho mình và thấy cái nào vừa mình xài, giá cả hợp lý thì mình chốt hàng đó. Alo hoặc là gửi tin nhắn cho mình ha. Rồi hôm nay cũng là ngày cuối tuần và cuối tháng luôn, là coi như là nhiều công nhân cũng đã nghỉ lễ và về quê ha. Nay mình cũng rảnh rỗi, mình cũng giới thiệu tất cả các bạn là coi như là một ít hàng cho nó vui, chứ cũng ngồi không cũng buồn lắm. Rồi thôi cho mình xin vào thẳng vấn đề luôn. Thứ nhất là mình giới thiệu cái máy sạc Autobot, là coi như là 6V 12V ha. Là coi như là mình cắm điện vô là đèn nó có báo đèn ha. Khi mình kẹp bình vô là cái đồng hồ nó sẽ lên ha. Đó. Đấy. Hình dáng của nó ha. Nguyên zin nó nha. Nguyên zin luôn. Đó, bây giờ mình thử cắm điện vô. Cái này điện 110 nha các bạn. Các bạn nhớ cho mình ha. Điện 110. Hàng nội địa mà, hàng Nhật mà. Đó. Các bạn coi ha. Cắm điện vô là đèn nó sẽ sáng ha. Đây. Đó, các bạn thấy không? Sáng đèn ha. Đó. Đây là hai cái kẹp. Đó, một cái cộng một cái trừ. Cái cộng là màu đỏ ha. Đó, nó có dấu hết nha. Đó, kẹp zin nó có dấu hết ha. Đó. Và cái dây của nó là nó có kèm theo một cái bảo cầu chì bảo hiểm ha. Coi như là mình có chạm mát gì là nó ngắt, là nó đứt cái cầu chì. Mình mua cái đặt cầu chì mấy ngàn thay vô nó an toàn cho mình ha. Rồi đây là cái công tắc tắt nè, mở không phải công tắc 6V 12V đó, bên này là 12V, bên này là 6V đó, nó chỉ có vậy thôi. Đó, mình rút điện ra nè. Rồi cái sạc này là 300.000 ha, 300.000. Rồi tiếp theo là cái thùng. Bây giờ mình giới thiệu qua cái những cái thùng ha. Đây thùng số 1 Makita. Thùng này còn rất là đẹp luôn. Đó. Rất là mới luôn. Đó. Thùng số 1. Chiều dài của nó 26cm. 26cm. Chiều rộng là 22. Độ sâu của nó 0.8 ha. Thùng số 1. 150.000 ha. Rồi. Cho coi nội thất bên trong. Đó. Còn mới keng luôn ha. Rồi thùng số 1. $150.000. Tiếp theo thùng số 2 cũng là thùng Makita. Thùng này thì nó lớn hơn ha. Chiều dài của nó 29cm, chiều rộng 24 và độ sâu của nó là 0.8, 200.000, màu xám ha.
thùng này cũng còn rất là đẹp nha. Đó. Rồi, mở tách bên trong. Đây. Đó, bên trong cũng còn rất là mới ha. Rồi, thùng số 2. Makita số 2, 200.000. Tiếp theo số 3 là một cái thùng Hitachi. Đây là mé dưới thì nó hơi chảy ha. Rồi bữa nay có cái thùng đẹp như vậy là cũng hiếm rồi. Rồi mở thắt bên trong. Rồi thùng số 3. Chiều dài của nó 35cm, chiều rộng 29cm. À, chiều sâu của nó là 10cm, tức một tấc ha, 250.000. Thùng số 3, 250.000. Tiếp theo là thùng số 4, là một cái thùng nhựa, chiều dài 36cm, chiều rộng là 24cm, độ sâu của nó là một tấc, tức là 10cm, 150.000. Thùng nhựa ha. Đó. Đây. Đó, rất là đẹp. Có nhiều cái thùng nhựa, mấy cái đựng mấy khoang pin là thôi, nó là không có đựng được đồ đâu nha các bạn. Mấy cái thùng nhựa kiểu này nó hiếm lắm. Rồi thùng số 4 Hitachi 150.000. Rồi cuối cùng là một cái thùng Tonebot, chiều dài của nó là 40cm, tức là 4 tấc, chiều rộng là 20cm, là 2 tấc ha, độ sâu của nó 15cm, tức là tấc rưỡi. Thùng này dày lắm nha các bạn. Thùng này thùng Tonebot là dày lắm nha. Bên trong là nó hơi bị xét chút. Các bạn muốn đẹp là về mua chai sơn mười mấy 20.000, xịt vô là mới ken luôn. Thùng này đựng đồ là khỏi chê ha. Đựng mấy khoang, đựng ba cái gì. Rồi. Thùng số 5, chiều dài 40cm, chiều rộng 20, độ sâu 15cm. Thùng số 5, 250.000. Rồi, có 5 cái thùng ha. Tiếp theo là mình qua những cái máy. Rồi, đây có một cái máy mài khuôn. Số 1, Hitachi, điện 100V. 1.5A nha, tức là nó đã tới 115W. Một trăm mười lăm hay 135W gì đó. Đó, 135W sao á. Rồi test máy ha. Máy rất mạnh nha các bạn. Rồi cây số 1, 300.000. Mài khuôn mini 135W. Cái đầu của nó là 3 ly ha, đầu 3 ly. Tiếp theo số 2 là cây mài gốc Makita điện 100V, là 570W. 570W ha. Rồi test máy. Máy chạy thì em ha. Có một bên nó hơi bị nhá lửa chút nha. Rồi số 2, 300.000. Các bạn chạy trong một thời gian hoặc là về thay cái thang mới vô là chắc nó hết. Rồi cây số 3, một cây khoan
hai chức năng. Đây có búa ha, vặn lên là búa nha. Đó, vặn lên là búa, vặn xuống là khoan thường. Đầu của nó là 10 ly ha. Đầu 10 ly. Đầu 10 ly. Cái này là mình có xài qua rồi. Những cái loại này là xài rất là ngon luôn. Đó. Khoan Hitachi. Đó. Điện 100V, 335W, 1600 vòng trên phút ha. 3.5A. Đó. Đầu 10 ly. Rồi test máy. Cái này thì nó không có điều tốc ha, nó có búa. Nó không có đảo chiều. À, không có điều tốc ha. Nó có búa nè, búa nè. Đó, thấy nó giọng không? Đó. Rồi cây số 3, 400.000. Cây khoan tường, đục tường. Cây số 4, Hitachi. À, cây này cũng có búa nè. Đó. Cây này đầu của nó 10 ly luôn nè. Đầu của nó 10 ly ha. Rồi, điện 100V, đầu 10 ly. À, 380W, 56 hẹp. À, cái này 2200 vòng trên phút ha. Có khóa đồ đầy đủ nha. Cây này thì có điều tốc, có đảo chiều. Đó, đảo chiều nó nằm ở dưới đây ha. Đảo chiều ở đây. Đó. Điều tốc nằm ở cò ha. Rồi test máy. Rồi đảo chiều. Rồi ok. Cây số 4, Hitachi, khoan hai chức năng. À, có búa đục tường, 450.000. Có khóa đồ đầy đủ ha. Tiếp theo số 5, cây cưa lỏng Makita, điện 100V, 310W, 3200 vòng trên 1 phút. Có điều tốc độ ok ha. Rồi cây số 5, 300.000. Tiếp theo cây số 6 là một con massage V-Box. V-Box ha. Cây này thì nó không có hai cái tay cầm hai bên nha. Đó, mình quay lên sau mình bán đi vậy nha các bạn. Đó, đế thì còn ok, nó bị chạy nhẹ thôi. Đó, mấy cái góc này nó bị chạy nhẹ thôi chứ nó không có rách cái gì hết ha. Rồi con này thì 450.000. Cái số 6 đây, điện 100V, 50-60 hẹp, 32-42W ha. Rồi chết máy, nó có hai công tắc. Đây hai công tắc ha. Đây là công tắc tắt mở và bên này là nút nhanh nút chậm ha. Rồi test máy nè, cái này chậm ha, đây nhanh nè. Rồi con 66 massage V-Box
450 ngàn. Rồi tiếp theo số 7 là một con bào cam Hitachi điện 100V 580W. Lưỡi của nó là 82 ha. 82. Đó. Lưỡi 82. Tức là 8/2. Đó. Chưa tới một tấc. Đó. Con này coi như là dây cu loa đồ cũng còn rất mới ha. Lưỡi ok luôn. Đó. Rồi test máy. Rồi con số 7, bào cam Hitachi 500 ngàn. Tiếp theo số 8 là một con massage tròn điện 100V 100W. Con này massage là quá đã luôn nha các bạn. Con này là cỡ 50 mấy tuổi là massage là khỏi chê ha. Đó, người già thì nó hơi mạnh, tại vì cái này nó không có chế độ nhanh chậm, nó chỉ một chế độ thôi. Đó, bật lên là nó chạy ha. Đó, các bạn thấy nó chạy dần lưng là khỏi chê luôn, nhất là mấy thanh niên đi làm mà mệt mỏi về. Đó, coi nó chạy như trong trống vậy, rất là mạnh. Đó, dần lưng đã lắm. Đó, chồng dần lưng cho vợ, vợ dần lưng cho chồng ha, à, khỏi chê ha. Rồi con số 8 600 ngàn. Tiếp theo con số 10 là một con máy thổi bụi Makita điện 100V là 500W. Đó, con này cũng mạnh lắm nha. Đó, rất là đẹp. Con này mình đăng cũng lâu rồi chưa bán được đi ha. Cái này là điều tốc của nó nằm ở đây ha. Nó tới 6 cấp độ đây. Bây giờ mình cho chế độ số 1 ha. Rồi test máy. Lực hút nó cũng rất mạnh nha, lực hút nó ở đây nè, rất là mạnh. Rồi con số 10 400 ngàn. Tiếp theo con số 11 là con nó hút thổi bụi Makita điện 100V là 520W. Công tác thì nó nằm ở đây ha, ở giữa là ngưng ha, bật lên là thổi ha, bật về lần sau là coi như là cái chế độ là ô tô. Đó, nó có cái ổ cắm ở đây ha. Đó, vừa hút vừa thổi ha. Rồi test máy. Còn ở đây là một cái chế độ là nhanh chậm nha. Bây giờ số nhanh ha, bật xuống. Số nhanh là bật lên, số chậm bật xuống ha. Bây giờ là mình bật lên là số chậm nè. Đó, số nhanh ha. Đó, bây giờ bật về đằng sau nè. Đó, ok ha. Cái này nó giống như cái autobahn ha. Bây giờ mình thử cắm cái máy cắt vô. Nó giống như mình cắm cái máy cắt để mà vừa cắt nó vừa hút ha, vừa hút vừa thổi. Đó, đây. Rồi con số 11 600 ngàn, hút thổi bụi Makita 600 ngàn ha.
Bây giờ là mình thử cái ổ cắm này coi đó, nó có qua điện hay không ha. Đây, còn cái máy cắt này là Hitachi nè, điện 100V là 1050W, lưỡi của nó là 180 tới 190 ha, 180 tới 190, điện 100V đó, lưỡi của nó lưỡi 190 nha. Đế là đế nhôm ha, đế nhôm vỏ nhôm, có phanh luôn nha các bạn. Đây, bây giờ là mình thử cắm vô cái ổ cắm này. Nó vừa thổi nè, vừa chảy máy ra. Đó, cái này là ổ cắm là xài được hết nha. Rồi, bây giờ là mình thử cái máy cắt này cho thử cho nó chính xác cho các bạn coi. Đây, đó, phanh đồ nghiêm chỉnh ha, đó, không có lửa nha. Khi mà mình nhả thắng là nó phải có lửa nha. Đó, nghiêng 360 độ đầy đủ. Đó, độ nghiêng ha, 360 độ. À, rồi, con số 9, 450.000 ha, máy cắt lưỡi 190. Rồi, tiếp theo con số 12, con mài Toshiba, điện 100V, 150W, đá của nó là 150. Đó, mình đưa lên sau mình bán vậy nha các bạn, coi cho kỹ ha. Đó, rồi tắt máy. Máy rất là êm luôn. Đó, máy rất là êm ha. Cái này là chớm nó dữ lắm nha các bạn. Rồi, cái số 12, 650.000. Tiếp theo số 13. 13 cũng là cây Toshiba, điện 100V, 150W, đá của nó là 150 luôn. Đó, con này thì khỏi chê rồi, hai bên có nắp bảo vệ đầy đủ. Đó, màu sắc còn khá mới luôn. Rồi, test máy. Đó, êm ru luôn ha. Em vô luôn. Rồi, con số 13, 750.000. Rồi, hôm nay là mình có 13 cái máy và 5 cái thùng ha. Các bạn coi cái nào thích hợp mình xài thì mình chốt hàng ha, hoặc là gọi điện hoặc là nhắn tin nha. Rồi, xin chào tất cả các bạn, chúc tất cả các bạn một ngày cuối tuần và mùa lễ là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình ha.